Không phải, cái cây nó khô, thổi. Cái bánh rụng mẹ. Nó cái cây tôi đúng, cái cây nó khô. Cái không nổi. Đó, kẹp vô. Đẩy xuống kẹp lại, đẩy à. Nó đẩy bụi cỏ đó, kẹp vô. Chừng nước tay chứ. Làm sao đó, anh heo mà. Cái gì heo? Mỡ heo. Mỡ heo. Chứ phải cứ heo đâu là. Mấy con mỏng mỏng trong con dậy hoài. Thật quá phúc. Không mà, không mấy máy nướng lại, mấy làm mấy miếng thế nào. Đúng cá khô luôn rồi, cái này để cho Hoài Linh đó. Xin chưa? Mỡ quá. Ăn quá hả? Mỡ. Má thịt heo nó cứng mà nhai vô mỗi hàm trời. Than nó cháy lên quá trời. Cá khô thì chỉ có bóp gỏi xoài nè thôi. Đâu thử miếng con cá khô à. Nó mặn. Đúng cá khô. Này không phải cá khô biển mà cá khô miền núi đúng không? Giống mùi, nghe mùi giống cá khô lẹp. Nó còn cá ruột có gì đây ta? Cứt chùm đây. Con nhỏ này không đập được đâu. Nè, con này ruột đã đóng nè. Này cá. Ăn kẹp miếng xào vô. Kẹp miếng xào vô. Đồ. Sợ cho có nghề nha, sau vô tay cái là máu nhuộm bến Thượng Hải đi. Cùng cái tre này nó bén kinh hả? Cái nhà có bồi tre sẵn, muốn ăn gì cứ ra tre rồi cứ chặt cây mới hổng nấu chặt. Mình đốt rác riết rồi cái măng nó lên nổi rồi. Ghét rồi đốt bớt hay nó đợi mưa lên. Mưa nó đập lên à. Mưa lên à, mưa lên. Tao ghét rồi đốt bớt cái đỡ nó rớt nhà quá. Cây cao lên lên phút, đã lấy cây cao lên nha, để nó cháy. Lấy cây tre kìa, tre bên bên học kìa. Dữ chưa? Sai nhà chủ tịch đó, chủ tịch phường Long Tâm á. Sai nhà anh ta Phúc thì nó hái thoải mái đi cũng sao đâu, qua nhà mình làm của mình. Rồi mình hái xong cái má anh Phúc ra đó. Xài mày hái trộm mà sao mày la lớn chứ. Đúng hái trộm mà sao mày la lớn. Ngày Tết cả, không có mấy cây dừa cả. Mà cái nhà người ta cách xa chứ. Nó có, nó ổng mà qua nó ta lụm. Đâu ấy gì đâu, thật ra giờ sao ta hái mới nó nằm bên đất mình thì giờ sao ta lên thêm ta leo qua ta hái. Không phải, cái vấn đề nó rụng quá trời kia kìa, có hái đâu. Chẳng mấy ít. Lắm giờ nó quay chứ. Đó ngon ngon thiệt. Ăn lộn. Má, má cắt cho đứt con tay đâu nội. Có năm lon rồi mà nó cắt gì rồi. Ba miếng rồi nha. Đây còn mới. Từ từ nha ông, cứ vay từ từ. Cái này mà để dầu nó lên. Giờ là gắt bếp ta. Thôi con giòn kia ăn thịt mình nghe được rồi. Thank you.
Chữ nào mà nó hot hot nữa không? Trâm Anh đồ. Ừ, có mà này có được hai trái. Hai trái rồi, trái trứng giá vậy đó. Đúng không? Tao nhớ cái tay rồi. Mình gặp thử này. Bây giờ mình đập mà sao heo lên thà nạt chưa ha, đủ này heo châu Phi đâu, cái đó là chơi chi ba đó. Mày biết hả, nó cắt gì không, nó cắt nó mỏng lẹt là chiếc nó, cái nó cắt mỏng như mày ăn bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ á, nó cắt vậy đó, nó mỏng lẹt đẹt đẹt vậy thôi nó ăn bao hả bao. Thiệt mày làm sao mày xẻ được cái lấy cái cục gù ra này mày ấy luôn, nó mới đẹp vậy, nó ra thì nó đỡ cái mày lính gì xíu. Lát cho tao cục gù tao về tao hầm cho con tao ăn khủng. Má, cái cục này mày xin lỗi, mày với nhậu hả là hả ba bữa đây chưa hết cao rồi. À đừng có tưởng nha. Ba này đựng ba. Cứ ba thằng đựng á, thằng nào đựng bao nhỏ bao lớn. Thằng nào xua dính bao nhỏ. Có một cục thịt bự thôi, nhét nó vừa mà. Bẻ ngược lại được không? Cái muối này kỳ công lắm chứ. Muối nó thấm. Không, nó bỏ vô cái tao thấy. Tao có coi rồi nó bỏ vô. Nó đều á, muối đều ghê luôn. Bao, ba bự. Rồi ok. Vô ăn té mừng có đêm về. Thì nó ngọc. Người ta cho cái lọc ngọc ngọc, ngọc nói là nó vợ nó vô dặn rồi. Vợ dặn. Vô đây phải có gì đem về. Không, mà vợ dặn vô là phải có đu đủ. À, mang về. Đu đủ đây kìa. Đu đủ đây. Đu chín bên kia kìa. Cứ hỏi đi. Đi đâu vậy? Bên nhà sớm đó. Vô nhà thúc. À, anh đi. Anh nhớ mang đồ về. Ừ. Ăn ngon. Không cần nói ra Ngọc ra hái rủ, thấy xách vô xách hai trái đổ vô rồi. Lúc về mẹ thằng Phúc kêu con Phúc đã hái cho bạn mấy trái đổ vô con. Tao ở dưới sau xách vô rồi. Nói chung là hiểu ý. Mẹ có cái gì gửi cho Ngọc ơi. Ơi. Mày xách cái cưa. Thằng ba. Mày đi ra mày kiếm ba cái tàu lá chuối để thay cái chỗ này. Ông ơi là chuối đi lấy cái dao với cưa ông nội. Nha. Ê mày chặt lá chuối mày chặt mày nhường cái chuối tao với nhanh, mày đừng làm chặt xong giờ cái chuối tao chết ngắt trong nọc thịt đó ba. Ừ mày làm mày lại. Mày để cái xương cho người ta, có ai có mày cái xương vậy tao gặm ba. Đúng đi. Vạt hết rồi về nhà tao còn gì á. Gặm mẹ gì nữa. Chắc chi ba ba. Chi cho điều. Không mày cứ cắt từ miếng chứ rồi chi. Xương ông ư, mày cứ cắt ra đi rồi xong ấy. Xương. Lấy cái cân nữa. Lấy cái cân nữa, cân cho nó đều. Ờ cái này 1 kg cân đâu mới thằng 300 g. Cái nào cũng được. Muốn làm được. Không lạng à. Thôi. Cái này bự hơn nè. Hả, bỏ vô. Này là được. Sao kêu tao chú làm gì? Chú đi đừng búng ba. Không, lấy chú lót vô, lót vô bằng công chính vô. Giờ lót vô. Này là được ăn, được nói, được gói ăn dài nè, còn hơn đi ấm dỗ nữa. Rồi xong bỏ vô. Tao không biết nha, lát tao xỉn mà tao lấy. Còn bịch ở đâu, lót vô. Thôi được rồi. Thôi thay. Cái này thì hiện về phải có tí kim chi, mà kim chi á, rồi mày kim chi hoặc là xà lách mày bỏ xuống. Nó không biết hết mà nó coi nào mà.